các bạn quay lại với kênh Sabogamin. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tựa game Subway Surfer này nhé. Clip này thì chúng ta sẽ quay lại khám phá bãi biển Squamish. Còn nhân vật thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng nhân vật Zombie Jay các bạn. Cái nhân vật này thì còn một cái outfit mình chưa mở khóa. Đó, Zombie Jay. Tại vì nếu mà mình chờ tới đợt Halloween thì quá lâu các bạn, cho nên còn cái outfit này thì mình sẽ mở khóa luôn. Đó chính là cái Serious Outfit, nhìn rất là ghê luôn. Đúng rồi, Serious đúng là nguy hiểm luôn, nhìn kinh luôn các bạn. Ở chi nhân vật này nó bán cái lúc mà Halloween thì rất là ngon luôn, nhưng mà mình mua trễ hơn các bạn. Rồi còn bán trượt thì mình sẽ sử dụng cái ván nào, cái ván nào đây nhỉ? Cái ván phù thủy này đi các bạn. Đâu rồi? Đó, Phantom Transylvania. Đó, nhìn nó rất là ghê luôn rồi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng Zombie Jay khám phá bãi biển Quenit nha các bạn. Rồi, chúng ta xuất phát thôi. Thank you.
Thank you.
Thank you.